Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với kênh YouTube của MMO Official. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái kèo mới, đó là kèo Neso. Các bạn sẽ kiếm được khoảng 25 đô dưới dạng là cái đồng Bitcoin, hoàn toàn miễn phí nha. Ngoài ra thì token Neso cũng nằm trong top những cái đồng tiền điện tử giá trị nhất với vốn hóa lên tới là 1 tỷ đô. Hiện nay thì Neso đang có chương trình tặng thưởng 25 đô Bitcoin cho người dùng mới khi hoàn thành xác thực danh tính và nạp ít nhất là 100 đô để tiền trên ứng dụng này trong vòng 30 ngày thì bạn sẽ nhận được là 25 đô dưới dạng đồng Bitcoin nha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đồng Neso này. Hiện tại thì mình đang mở cho các bạn đó là trang CoinGecko. Thì đồng Neso này đang có giá là khoảng 2,09 đô trên một đồng coin. Ok, thì vốn hóa thị trường của nó là khoảng 1 tỷ đô nha. Đó, đây là một cái đồng coin mà có một cái vốn hóa thị trường rất là lớn. Và cái khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ là 7.768.000 đô. Đó, rất là nhiều đúng không nào? Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái kèo này. Thì các bạn sẽ nhận được khoảng là 25 đô dưới dạng Bitcoin khi mà các bạn đăng ký một cái tài khoản trên Neso và tiến hành nạp tiền 100 đô lên đó. Chúng ta sẽ để trong vòng 30 ngày nha. Rồi, tiếp theo đó là hướng dẫn những cái bước làm như thế nào để bạn có thể đăng ký một tài khoản và nạp tiền. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký cho mình một cái tài khoản Neso và bạn sẽ lấy cái đường link này bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận của video. Các bạn sẽ cần phải đăng ký thông qua link của người giới thiệu thì bạn sẽ nhận được là 25 đô Bitcoin miễn phí. Rồi ok, thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái phần thưởng đến từ Neso. Đối với mỗi người bạn đạt 100 đô la trở lên, tức là khi mà chúng ta nạp 100 đô lên Neso thì cái bên Neso này sẽ thưởng cho cả hai bạn 25 đô la BTC. Tức là đây là một cái chương trình win-win, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều sẽ nhận được 25 đô. Khi mà bạn đăng ký mà không thông qua link giới thiệu thì bạn sẽ không nhận được là 25 đô la này đâu nha. Và các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận của video để chúng ta lấy cho mình cái đường link đăng ký. Ok, thì sau khi mà các bạn bấm vào cho mình vào cái đường link thì nó sẽ hiển thị lên đây một cái thư mục đó là New Account, tức là một cái tài khoản mới. Thì các bạn sẽ điền cho mình vào cái form này. Thứ nhất đó là các bạn sẽ điền cho mình email. Và thứ hai các bạn sẽ điền cho mình là cái password của các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ tích cho mình vào cái ô này. Và các bạn sẽ chọn cho mình là Create Account, tức là tạo tài khoản. Sau khi mà tạo tài khoản thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái email. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải check email cho mình nha. Rồi ok, ở cái bước này thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào email của các bạn. Và các bạn sẽ chọn cho mình là Verify Email ở đây. Sau khi mà chọn Verify Email xong thì nó sẽ hiển thị một cái dòng chữ là Congrats. Rồi email has been verified, tức là email của bạn đã được xác minh thành công. Và các bạn sẽ chọn cho mình là Continue to your Neso account, tức là chúng ta sẽ tiếp tục đi tới cái tài khoản Neso. Ok, thì trước mắt các bạn đây là cái tài khoản Neso sau khi mà chúng ta đã đăng ký một tài khoản thành công. Thì ở đây nó sẽ có một vài những cái thông tin như là vay mượn trả lại này, đổi này. Thì các bạn sẽ quan tâm cho mình đến cái bước đó là xác minh danh tính. Ở đây thì nó sẽ là bước 3, các bạn sẽ cần phải xác minh danh tính. Thì các bạn sẽ sử dụng căn cước công dân hoặc là bằng lái xe của chúng ta nha. Ở cái phần này thì mình sẽ chọn là xác minh danh tính này. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình là bắt đầu xác minh. Rồi, ở đây thì nó sẽ hỏi là tên pháp lý và địa chỉ cư trú. Thì mình sẽ dịch cái này sang tiếng Anh cho nó dễ nha. Đầu tiên sẽ là phần first name. Thì các bạn sẽ điền cho mình là họ và tên đệm của bạn ở cái phần này. Tiếp theo sẽ là last name, sẽ là tên của bạn. Rồi, ở đây city, tức là thành phố này. Chúng ta sẽ điền thành phố mà chúng ta đang ở nha. Tiếp theo sẽ là cái zip code, thì ở đây các bạn sẽ search cho mình là zip code và kèm theo là cái thành phố mà chúng ta đang ở. Ok, tiếp theo thì mình sẽ điền zip code vào cái phần này. Ở đây country thì các bạn sẽ để cho mình là Việt Nam. Và address, tức là địa chỉ chúng ta sẽ điền địa chỉ vào đây nha. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn có thể dễ hiểu hơn cái phần điền ở đây. Đó là chi tiết việc làm, thì bản chất của việc kinh doanh. Thì các bạn sẽ hiểu nôm na đây tức là nghề nghiệp của chúng ta nha. Ở đây thì các bạn sẽ có thể chọn bất kỳ một cái nghề nghiệp nào mà các bạn muốn.
Rồi ok, tiếp theo là cái phần số điện thoại. Thì ở đây chúng ta sẽ để Việt Nam cộng 84. Và các bạn sẽ nhập cho mình là cái số điện thoại của bạn vào đây. Các bạn chọn cho mình ô gửi đi này. Rồi ok, tiếp theo thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã SMS về điện thoại của mình nha. Ok, ở đây các bạn chọn cho mình ô xác minh. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta điền cái phần thông tin cá nhân. Tiếp theo thì sẽ là đến cái bước xác minh danh tính. Các bạn chọn cho mình là ô tiếp tục xác minh nha. Các bạn chọn cho mình cái ô là xác minh danh tính này. Rồi ok, thì ở đây quốc gia chúng ta đã chọn là Việt Nam. Tiếp theo thì nó sẽ có 3 phần chúng ta có thể xác minh danh tính. Thứ nhất đó là passport. Thì nếu như bạn nào có hộ chiếu chúng ta sẽ sử dụng cái ô passport này. Tiếp theo đó là bằng lái xe. Và thứ ba đó là cái căn cước công dân nha. Chúng ta sẽ sử dụng căn cước công dân để cai xe cho nó dễ dàng nhất. Rồi ok, ở cái phần này thì nó sẽ có hai ô, thứ nhất đó là mobile, thứ hai đó là webcam. Thì các bạn sẽ sử dụng mobile để tiến hành chụp xác minh KYC cho mình. Các bạn không sử dụng webcam bởi vì webcam chụp nó rất là mờ. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ chọn là mobile nha. Khi mà nó hiển thị ra cái phần này thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại để chúng ta sẽ quét cho mình cái ô mã QR ở đây để chúng ta sử dụng điện thoại để KYC nha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng điện thoại để hướng dẫn các bạn KYC nha. Các bạn sẽ chọn cho mình cái ô màu xanh bên dưới. Tiếp theo các bạn chọn cho mình ô cho phép. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành đi chụp cho mình chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đi chụp mặt sau của căn cước công dân nha. Tiếp theo thì sẽ là đến cái bước xác minh khuôn mặt. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình cái ô màu xanh. Ok, sau khi mà mình đã tiến hành xác minh KYC trên điện thoại thì hiện tại ở trên máy tính nó cũng đã hiển thị là mình đã xác minh thành công và cái quá trình này sẽ được hoàn tất trong vòng một vài phút hoặc là sẽ cần phải đợi đến 24 giờ. Ở đây thì mình sẽ chọn là ok. Hiện tại thì cái xác minh KYC của mình đã được duyệt nha, mình sẽ trở về trang chủ. Trong thời gian chờ đợi xác minh KYC thì chúng ta sẽ đến với bước 4, đó là các bạn sẽ cần phải nạp tiền từ một cái sàn giao dịch hoặc là một cái ví điện tử mà các bạn đang có tiền á, các bạn sẽ gửi 100 đô lên Neso nha. Và đây sẽ là gửi ít nhất là 100 đô, các bạn nên gửi hơn 100 đô. Các bạn có thể gửi khoảng 102 hoặc là 103 đô lên Neso cho mình nha. Ở đây thì mình khuyến khích các bạn nạp những cái đồng như là LTC, TRX hoặc là cái đồng Dogecoin. Thật sự để mà nói thì mình thấy Neso là một cái nền tảng mà họ duyệt KYC rất là nhanh. Chỉ khoảng một vài phút trước thì mình có gửi KYC và khoảng 2 phút sau thì tài khoản của mình đã được verify thành công nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành gửi lên đây là 100 đô để chúng ta có thể nhận được là 25 đô Bitcoin hoàn toàn miễn phí đến từ nền tảng Neso. Ok, ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái đồng coin mà mình muốn nạp thì mình sẽ nạp cái đồng Little Coin ở đây. Mình sẽ chọn là top up. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng các bạn sẽ cần phải chọn mạng là LTC nha. Mình sẽ copy địa chỉ. Tiếp theo thì mình sẽ lên sàn Binance và mình sẽ tiến hành gửi 100 đô đồng LTC vào cái nền tảng Neso nha. Ở đây thì mình sẽ chọn rút. Địa chỉ thì các bạn sẽ copy từ bên Neso vào đây cho mình. Mạng lưới thì các bạn sẽ cần phải chú ý là mạng lưới Litecoin nha. Ở đây thì mình nạp cái đồng LTC, các bạn có thể nạp bất kỳ một cái đồng coin nào khác nhưng mà theo như cái lời khuyên của mình, các bạn nên nạp đồng LTC, đồng Dogecoin hoặc là đồng TRX thôi nha. Tiếp theo là số tiền, ở đây thì mình sẽ nạp hết số tiền LTC của mình lên đó. Cái phí mạng LTC này thì cũng rất rẻ thôi. Sau đó thì mình sẽ chọn rút. Ok, ở đây thì mình sẽ tích vào ô là tôi hoàn toàn hiểu này. Sau đó chọn xác nhận này. Các bạn sẽ cần phải check lại cái địa chỉ một lần nữa nha. Các bạn sẽ check 3 số đầu và 3 số cuối. Ok, mình đã check đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn tiếp tục. Ok, ở đây thì mình sẽ chọn ô gửi này. Mình sẽ chọn ô hoàn tất. Ok, mình vừa mới đọc thông báo ở trên Neso là cái số tiền LTC của mình đã được nạp lên đây thành công rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi check tài khoản.
thì cái phần tài khoản của mình đã hiện lên là 105 đô. Ở cái phần credit line này thì các bạn không nên quan tâm cho mình nha. Các bạn kệ cái phần này cho mình. Rồi ok, thì ở đây đồng LTC của mình đã được nạp lên đây thành công rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ không rút tiền trong vòng 30 ngày để các bạn có thể nhận được là 25 đô Bitcoin. Nhưng mà các bạn có thể swap sang USDT nếu như các bạn sợ cái đồng coin mà các bạn nạp lên nó bị mất giá, thì các bạn có thể swap sang USDT nha. Và ở đây thì lưu ý rằng nếu như các bạn không đăng ký theo đường link giới thiệu thì các bạn sẽ không nhận được là 25 đô BTC này. Và bước cuối cùng đó là các bạn có thể mời thêm bạn bè để nhận được là 25 đô cho cả hai người. Đây là một chương trình win-win, cả hai cùng có lợi nha. Ok, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đi tham gia vào một cái kèo Neso. Thì cái kèo này các bạn sẽ kiếm được là 25 đô trên một tài khoản nha. Đó, 25 đô khá là nhiều tiền luôn. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.